Chào mừng các bạn đến với Anime News, kênh chuyên thông tin, cập nhật các tin tức về anime và manga trong tuần. Bản tin hôm nay gồm các tin chính sau. Anime A Whisker Away hé lộ promo video. Tensei Sitara Slime Dattaken Season 2 cùng với spin-off manga bị hoãn. Tựa game của Konosuba sẽ có phiên bản trên PS4 và Switch. Spin-off manga Kaguya-sama Love is War Dojinban sẽ kết thúc trong tháng này. Anime Monster Strike The Movie Lucifer Zetsubou no Yokai-e rời lịch sang tháng 11. Spin-off manga Mahouka Koko no Jutose sẽ kết thúc trong tháng 6. Anime A Whisker Away hé lộ promo video. Twin Engine đã chiếu video promo cho anime A Whisker Away Nakitai Watashi wa Neko Kaburu vào thứ 6 vừa rồi. Video tiết lộ dàn cast cho bộ phim và cho ta thấy thế giới quan điểm từ nhân vật chính Muge bị biến thành một chú mèo. Câu chuyện kể về Muge, một cô học sinh cao trung năm 2 mang lòng yêu cậu bạn cùng lớp. Muge yêu mù quáng và lúc nào cũng theo đuổi Hinode, nhưng cậu bé lại không để ý đến cô. Một ngày nọ thì Muge phát hiện ra một chiếc mặt nạ có khả năng biến cô thành mèo và điều đó giúp cô tiếp xúc gần hơn với Hinode. Nhưng chớ trêu thay, cô lại không thể biến về hình dạng người được nữa. Tensei Sitara Slime Dattaken Season 2 cùng với spin-off manga bị hoãn. Trên website chính thức của anime vừa công bố vào thứ năm vừa rồi, phần 2 của anime Tensei Sitara Slime Dattaken bị hoãn. Nhà sản xuất giải thích rằng việc sản xuất anime phân bố được đủ thời gian, nhưng do trạng thái ban bố của Nhật Bản nên bị ảnh hưởng lớn đến lịch trình. Nửa đầu của season 2 bị hoãn từ tháng 10 năm 2020 sang tháng 1 năm 2021 và nửa sau sẽ bị hoãn từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021. Thêm vào đó thì spin-off manga Tensura Nikki Tensei Sitara Slime Dattaken đã bị hoãn từ tháng 1 năm 2021 sang tháng 4 năm 2021. Tựa game của Konosuba sẽ có phiên bản trên PS4 và Switch. Entergram công bố vào thứ năm vừa rồi rằng tựa game Konosubarashi Sekai ni Tsukufuku o Kibou no Meikyū Tsudoishi Boken Satachi sẽ có phiên bản cho PS4 và Nintendo Switch. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng thêm vào các tính năng mới. Entergram đã mở website cho game, kèm theo đó là các hình minh họa cho phiên bản game này. Spin-off manga Kaguya-sama Love is War Dojinban sẽ kết thúc trong tháng này. Trên trang Twitter chính thức của manga Kaguya-sama Love is War của Aka Akasaka vừa tiết lộ vào thứ năm vừa rồi, spin-off manga Kaguya-sama Love is War Dojinban sẽ kết thúc tháng này trên website Tonari no Jungjam của Suesa. Đồng thời tác giả cũng xác nhận nội dung của spin-off cũng không liên quan đến cốt truyện chính. Manga được phát hành trên Tonari no Jungjam vào tháng 6 năm 2018. Các chương mới được ra mắt vào thứ 5 của tuần thứ 2 và thứ 4 hàng tháng. Anime Monster Strike The Movie Lucifer Zetsubou no Yokai-e rời lịch sang tháng 11. Trên website chính thức và tài khoản Twitter cho anime The Movie Lucifer Zetsubou no Yokai-e vừa công bố vào thứ 5 vừa rồi, bộ phim đã bị rời lịch sang tháng 11 và đây đã là lần bị hoãn kể từ tháng 6 do đại dịch Covid-19. Spin-off manga Mahouka Koko no Jutose sẽ kết thúc trong tháng 6. Tạp chí Monthly Comic Dengeki Daio của Kadokawa tiết lộ vào thứ tư vừa rồi. Spin-off manga của Mahouka Koko no Jutose sẽ kết thúc ở số tiếp theo của tạp chí, được phát hành vào ngày 27 tháng 6. Vậy là bản tin ngày hôm nay đã kết thúc ở đây rồi. Nếu các bạn thấy thích video này, đừng quên like, share nó nhé. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Anime News, hãy nhấn nút subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình sẽ ra trong thời gian sắp tới.